ý gì thôi, nhưng mà mình lại làm nóng luôn, không có lấy pin ra luôn, tháo pin ra nó rườm rà quá, cuối cùng không tháo ra, không tháo pin luôn. Kêu có gì rồi, lần đầu tiên làm chuyện ấy. Mình là mình khoái mày mò mấy bác. Mày nó cái dây này nó cột kỹ lắm. Mình không biết làm. Nó là gỡ cái này gắn vô xong dán ra thôi, nhưng mà gỡ cái đầu này ra làm cái gì? Thợ dương đây, mình có cái màn hình new luôn đây, có màn hình new luôn. Xả nước cho ấy đi. Đang thay màn hình cho đây nè. Hồi hôm quá. Ráp màn hình mới vô rồi. Đang hồi hộp. Đừng hỏi. Cái cũ đâu? Hả? Cái cũ đâu? Đừng hỏi.
từ từ đang rung. Nà ơi, chết rồi. Nà ơi, xin chúc mừng bạn, bạn đã thành công. Xin chúc mừng bạn, bạn đã thành công. Lần đầu tiên làm chuyện ấy đã thành công. Wow, ghê chưa. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Cái này cái lột ra. Phải lột ra. Con tưởng con tiêu đời chứ. Có cậu cái gì. Hết mấy chục đồng thôi. Không biết có cắn gì không nữa, không biết sao đây. Kệ đi. Nói chung là mình liều ăn nhiều mà. Lò mấy sợi dây vô. Giờ không biết có cắn gì không nữa. Thì đại khái là màn hình giờ nó lên rồi mấy bạn. Cháu mình nó làm hư cái màn hình, bể màn hình nát bát này, nát bát này. Thì mình thay, mở ra mình thay cho nó. Mà cái mình không có rành về laptop lắm. Wow, nó có cái bọc màu đen, nó zin, nó có bọc màu đen này, không có gì hết. Này nó không có cái bọc màu đen, kệ màu trắng cũng được. Cũ nè, cũ nè. Tăng nát không? Thì nó bể giống con thấy thôi, đâu có gì đâu. Ok vậy. À, nó vậy thôi. Nhưng mà quan trọng giờ chắc là tới siết vô thôi, ráp vô thôi. Chắc xong rồi, không có gì nữa đâu. Chắc không có sợ cắn gì nữa đâu. Ghê quá. Very good. Very good. Mình phải coi kỹ lại mấy bạn, mình coi kỹ lại coi mình có ráp vô nó có cắn kiếc gì không. Đúng rồi, màn hình nó làm rất là dễ bể. Mấy bạn, nó làm rất dễ bể. Để thôi, không có gì, có một sợi dây đó thôi. Một sợi dây con nét lên thôi. Thì mình nó đơn giản vậy thôi. Mình lột cái này ra luôn mấy bạn. Mình lột này ra luôn. Không phải để làm gì hết. À, lột ra luôn cho nó đẹp trai luôn. À, nhưng mà bây giờ mình nói hồi nãy nó có gãy cái ngàm gì. Cái ngàm này nó ăn sao mình giật đại ra cho mình không có rành. Cái ngàm này wow. Nó phải gỡ mấy bạn, nó phải gỡ từ dưới này lên, mình cho mình gỡ từ trên đến dưới. À, cho mình giật gãy ngàm tùm lum hết. Gãy ngàm tùm lum hết mấy bạn. Chúng thời dương mà. Wow. Cái này là ấn xuống. Còn cái ngàm này mình cho mình giật gãy hết trơn mà. Hơn là cái nhựa nó không gãy bao nhiêu. Nó có cái độ đàn hồi rồi. À, biết rồi mấy bạn. Cái này là mình phải ấn vô vậy. Này là mình ráp rồi, ráp vô trước và tháo ra sau mấy bạn. Đây nè. Đây nó cái ngàm của nó là nó. Wow. Cứ bóp bóp vô thôi.
chưa vô nghe mấy bạn. Quả cái này không vô rồi. À phải bóp. Bóp đại. Wow. Wow. Rồi, kiểm tra lại coi nó sát hết chưa. Đây nó còn cầm cộm thế. Wow, cái cuối cùng. Ok, mình xong với mấy bạn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Thanh Kiều.